Rồi chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 034 830 843. Rồi, mọi người theo dõi cái kênh của em thì bấm vô nút đăng ký kênh để em cập nhật về cho mọi người mấy cái video em đăng lên mới nhất ha. Hôm nay em có video là 113. Có mấy món đồ sau đây ha. Đầu tiên là cái kéo thép trắng, cái kéo tỉa thép trắng của Nhật nha mọi người. Đây. Thép trắng nhìn rất là đẹp. Lưỡi này thì nó về nó như vậy nha mọi người, đã xài rồi và nó có bị răng nè. Đó, tình trạng lưỡi đó. Bên em không có sửa lại hay là mài lại nha mọi người. Đây, em cắt giấy lưỡi. Đây. Cắt giấy rất là ngọt. Đó. Cái kéo thép trắng. Đây kéo này size là 20 nha mọi người. Lưỡi rất là dài, lưỡi gần 7 phân rồi. Đây tình trạng nó có rơ một tí ha. Không đáng kể, cái miệng nó còn khép nè, là mọi người mài lưỡi lại là nó rất là ngon, xài sẽ rất là ngon luôn đó. Rồi cái kéo tỉa thép trắng này có mã 113.1, giá là 400.000. Tiếp theo là một cây cưa Nhật mới còn nguyên bao chưa sử dụng mọi người. Cưa Nhật cán gỗ. Đây. Mới tinh ha, thép này rất là tốt. Cái lưỡi này rất là tốt ha. Lưỡi này nó toi rất là kỹ. Đây. Nó toi xanh luôn. Lưỡi nó còn phủ cái lớp keo luôn nè, nó chưa sử dụng. Rồi kích thước cây cưa này là 26 ha. Lưỡi nó là lưỡi 20. Rồi. Giá cây cưa này chỉ có 200 ngàn nha mọi người. Mã là 113.2. Tiếp theo về được một cái máy cạo râu. Máy cạo râu bỏ túi đi du lịch rất là tiện. Đây nó xài pin ha. Máy của Philips. Đây. Đây là cái lưỡi nó nha mọi người. Mình có thể mở ra vậy nè để vệ sinh ha. Cạo râu rồi râu nó sẽ nằm trong đây nè. Mở ra mình khỏi bụi hoặc là lấy chổi cọ đó mình phủi phủi nó. Đây. Nó hoạt động nó sẽ như thế này, nó chạy rất là êm ha. Đã test thử nha mọi người, nó ăn râu rất là sát, cạo rất là sát, sạch luôn. Cái lông tơ nó cũng cạo được luôn nha mọi người, nó cũng ăn luôn á, lưỡi nó rất là bén. Đây là cái nắp ngoài nha. Còn muốn mở cái lưỡi này thì bấm vô đây. Đó. Rồi ở đây là mở pin. Mở pin nè. Mở bên đây nha. Bật lên. Đây là viên pin. Viên pin phổ thông, pin đồng hồ của mình á. Mua gắn vô ha. Rất là tiện dụng. Nhớ cái đầu cộng trừ này nha mọi người. Này đầu trừ nè.
nó sẽ nằm trên, trừ bên đây cộng nằm trên, nó cộng nè. Rồi ok, đây kích thước rất là nhỏ, 9 cm, bề ngang nó là 5 phân rưỡi, chiều đứng là 3 phân rưỡi, nằm trong lòng bàn tay mọi người, nhỏ gọn bỏ túi đi du lịch ha, xài pin phong dụng nữa, mình dễ dàng thay. Rồi cái máy cạo râu này có mã là 113.3, giá bán là 400.000. Rồi tiếp theo em bán mấy cái món đồ sau đây nè, có mấy cái món về chụp hình hay là xài điện thoại gì đó. Đây đầu tiên nó là một cái cây như cây gậy ha, cây gậy gắn ở đây mình gắn cái máy Google, mấy máy quay hành động action cam, mấy cái chân này nè, hoặc máy chụp hình cũng được, nó có sẵn chân này à. Còn muốn gắn điện thoại á, thì mọi người gắn lên một cái, mua một cái gá để bắt cái điện thoại nữa, cái gá đó bán ngoài đường như 15.000 á, bắt lên đây là sẽ gắn được cái điện thoại vô. Cái cây này là cây trơn không nha, không có núp bấm không gì hết, nó là cái cây của chiên của máy action cam á, máy quay hành động, máy gắn lên mũ bảo hiểm đi chạy xe á mọi người, nó dùng chân này nè cho nên nó không có nút bấm. Rồi cái cây thứ hai đây, cây hai là cây này đi, cây này của điện thoại nè, nó có nút bấm với lại bluetooth nha mọi người, còn hoạt động, còn kết nối bluetooth được luôn nha, có sạc đây nè, sạc chân điện thoại luôn, nút bấm. Ở đây là nó chân này cũng gắn lên máy chụp hình hoặc là cái máy action cam, còn muốn gắn điện thoại mọi người mua kèm cái giá kẹp điện thoại á, 15.000 ở ngoài tiệm thường bán á, là bằng nhiêu đây là gắn điện thoại. Chân này nó rút lại rất ngắn ha, gọn lắm nè, kéo ra là rất là dài, chân này 1 mét á. À, chân này đúng 1 mét nha mọi người, chân này 1 mét rồi. Chân này rất là ngon đó. Rồi cái ba là cái keyboard của máy chụp hình luôn, gắn điện thoại cũng được, mọi người mua thêm cái giá 15.000 là gắn vô gắn điện thoại nha. Đây ba chân luôn đó, kéo ra rút gọn rất là tiện, muốn rút gọn bấm vô đây nha, bấm vô cái nút đó. Rồi ba cái chân này nha mọi người, ba chân luôn, bán ba chân luôn có 250.000 nha mọi người, giá chỉ 250.000, mã là 113.4. Rồi tiếp theo một cái bình nước, bình nước của Nhật, bình này đựng nước lạnh ha mọi người, đựng nước đá là chính. Đây trong còn rất là đẹp, bình rất là đẹp, thép không gỉ nha, đây thép không gỉ của nè, thép không gỉ mà nó sơn đen lên nha mọi người. Đây bình này rất lớn, mày gòn còn rất đẹp ha. Bình này đựng nước đá rất là ok luôn á, kích thước nó là 30, đây tính từ trên cái quai bình luôn là 35 ha mọi người, đường kính nó tới 11 phân rưỡi. Đây nó có nắp bật lên ha, cái này là cái chốt khóa cho mình đừng có bị cấn mà nó bung nắp nè, khóa lại đó, khóa lại nha mọi người. Cũng muốn mở bật cái này, bấm lên. Rồi cái bình này nó có dung tích là khoảng tầm 1,5 lít mọi người.
cỡ lít rưỡi lận á, hàng xuất thị trường Nhật nha. Rồi cái bình này có mã là 113.5, giá 250 thôi mọi người. Tiếp theo là em lại về mấy cái bánh xe nữa mọi người. Đây mấy bộ bánh xe ha. Đây rất là đẹp, bánh xe này rất là đẹp, hàng chưa sử dụng, thương hiệu là SK. Nó rất là chắc nha, nó là thép rất cứng, thép dày nha. Nó xài tới 3 bạc đạn luôn nè. Bánh nhỏ nhưng mà có bạc đạn trong hết nè, 1, 2 bạc đạn trên nữa. Đây. Rồi kích thước đây, kích thước cái bánh này là bánh 5 phân. Chiều ngang nó là 2 phân rưỡi ha, bánh 5 phân. Chiều cao đây, cao là 7.5. Đo cái đường kính, đo cái centimet cái đế này cho mọi người dễ bắt nó luôn nè. Đây, mọi người xem ha. Đó. Rồi bộ này em bán là bột bộ 4 cái nha mọi người. Rồi nó gồm hai cái có cái khóa nè. Đây là cái khóa nha mọi người, khóa bánh nè. Rồi. Hai cái có khóa. Đây 4 cái nè, hai cái có khóa, hai cái không khóa nha. Là mình gầm bắt vô cái kệ nó thành 4 cái. Rồi, quả bánh này có mã là 113.6, giá là 250 ngàn một bộ mọi người. Tiếp theo là hai cây hước. Đây, có một cây hước này rất đặc biệt, nó là cây hước như là nó kỷ niệm cái xây cái cầu gì á, nó ghi thông tin thông số mấy cái cầu nè, của cái cầu bên Nhật á. Đó, đúng cái cầu bên Nhật luôn á. Kích thước của cầu nè, bao nhiêu nhịp dầm nè. Đây nguyên cả cái thông số luôn đây. Đó. 5 xây rồi ha. Đây. Đây là năm 1988. Nè. Đây năm nè. Nhưng mình sử dụng nó như là cái hước ha, hước 30 cm nè. Rồi, với một cây hước đo khe hở rất là hay. Đo độ dày của độ cái độ hở ha, đo độ hở. Đây. Nó sẽ cho phép mình đo từ 0 đến 60 mm, đây độ dày 60 mm nè. Độ hở là 60 mm á mình đo. Lấy dụ những khe hở gì nè, đút vô mình đo. Ví dụ tới đây nó là 30 mm nè, hở 30 mm. Đó, cái hước rất là độc. Đây hai khe hở nè mọi người, đo vô. Nhỏ nhất là 0.05 mm ha. Nè 1 ly ở đây nè. Đó. Cái hước rất là độc của Nhật. Nó làm bằng thép rất là cứng luôn nha. Mấy hàng cơ khí này làm bằng thép rất là tốt, rất cứng. Rồi. Hai món này em có mã là 113.7 nha, giá 250 ngàn. Rồi, tiếp theo là đây hai cây kéo nha mọi người, một cây kéo với lại một cây kìm, cây kìm cắt lõm nè, nó lõm vô mọi người. Đây rất đặc biệt, thép đen, cây này của Shinhwa, thương hiệu là Shinhwa. Đây nó của sinh hoa của Nhật nha mọi người, với một cây kéo tỉa. Cái tỉa này thì cũng hàng Nhật mà nó làm thủ công, không có ghi mộc vô luôn. Đây là thủ công, kéo rất nhỏ, kéo rất nhỏ luôn.
này rất bén, rất bén luôn, nó chưa gần như chưa sử dụng. Đó. Rồi kích thước cái này nè 17cm ha, con này 12cm. Rồi em bán chung hai cây luôn nha mọi người, mã là 113.8, giá 300.000. Rồi tiếp theo là về một cây cắt cành nữa, cắt cành này cũng khá là đẹp á, không còn khá là ngon á, nhưng mà là lưỡi nó đã sử dụng đầu gơ không có luôn, gần như không có lưỡi, khít khít gịch luôn. Đây lưỡi thì có sử dụng rồi nên nó mẻ nè, bên em thì không có sửa hay là mài lại nha mọi người. Nè mọi người coi tình trạng đó, màu đồng còn sáng giới luôn, cái nước gam của cái kéo nó còn xanh nè, chưa có bay luôn. Tay mộc rất đẹp. Rồi kích thước cây này là chuẩn luôn ha mọi người. Đây kích thước tiêu chuẩn 20cm ha. Đây nó hột dài mili, đó là hàng làm nó thủ công rồi mọi người, nên mỗi hãng mỗi cây nó đều xê xích, nó không có mỗi cây nào nó giống nhau hết á. Đó, nói 20 chứ nó hụt tí xíu nữa. Nữa. Nhưng mà sai nó là không dụng 20 ha. Gọi nó là 20. Rồi, cây cắt cành này có mã là 113.9, giá 350.000. Tiếp theo là một cây máy bắn đinh. Máy bắn ghim mọi người. Của Mát nè. Máy này nó bắn ghim. Bắn ghim mấy người làm nệm ghế shop đồ, ghế nệm mút shop với lại bắn yên xe đó, xài mấy ghim này ha. Nó bắn được từ độ dày cái ghim nha. Ghim mỏng vậy cũng được nè, hoặc dài như vậy cũng được nè. Nè như ghim này dài là 2,5 phân nè. Ví dụ như ghim 1 phân cũng được. Đó. Đây để coi thông số nó bắn được là nè, ghim 13 nè, là ngắn nhất nha, 13 đến 25. Đây là dài nhất nè. Đó. Mười ba đến 25. Áp là 0.4 là bắn được rồi, 4kg đến 8kg. Hàng này của Nhật sản xuất mọi người, thương hiệu là Mát. Đây Mát Elevan luôn. Mát đầu dòi không dụng nè nha, đầu dòi quay 360 độ. Súng này mình đã test ok nha mọi người, tại vì ở đây trên phòng nên không có mang cái máy hơi vô được, đã test ok rồi. Bắn rất là mạnh, bắn vô gỗ rất là mạnh. Cái cử này để mình chỉnh cái mũi này nè, nó nằm cao hơn hoặc là thấp hơn dưới cái đồ mình muốn bắn đó, thấp hoặc cao nè. Có cái cử, đây là có khóa, khóa cò đó. Súng này bắn ra là không có cái cò phụ nha, ví dụ như mấy súng kia nó có lưỡi gà, súng này nó bắn liên tục luôn á, về là mình bắn được á, để cho mình thao tác nhanh á, không cần phải ấn xuống, hoặc là mấy đồ nó nhẹ mềm như ghế mốt đồ mình đâu có phải ấn vô đâu, kê sát là mình bắn thôi. Đó tại vì thiết kế chuyên biệt trong này ha, nên nó có cái khóa cò này rồi, khóa cho an toàn, để xuống nó đừng có bị dính hay gì đó nguy hiểm á, khóa lại. Còn súng mà bắn đinh gỗ á, nó sẽ có một cái lưỡi gà ở đây bắn an toàn nè, khi mà ấn cái lưỡi gà vô thì nó mới bắn, mới bóp cò này được đó. Còn súng này thì bóp cò liên tục luôn. Rồi món này à, món này có mã là 113.10 nha mọi người, giá 550.000. Rồi em kết thúc cái video ở đây nha, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ủng hộ.